Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ dạy bài tập số 36, tạo mạng B, trị chưa các giá trị lẻ từ mạng A. Đấy, thì yêu cầu bài này tức là gì? Mình sẽ làm rõ cái yêu cầu đó qua một cái ví dụ ở đây. Ví dụ mình cho một cái mạng A đây là mạng các số nguyên gồm có 4 phần tử là 1, 10, 4 và 25, đúng không? Thì nhìn vào cái mạng A này thì các bạn có thể thấy nó có các cái giá trị lẻ là 1, đúng không ạ? Và 25, đúng không ạ? Đấy, là các giá trị lẻ đúng không ạ? Thì kết quả của cái mạng B ấy, theo yêu cầu bài toán, nó sẽ in ra các cái giá trị lẻ của cái mạng A, đó là 1 và 25 đấy. Và nó sẽ có hai cái phần tử đúng không ạ? Tức là cái số phần tử của cái mạng B này bằng 2 đúng không ạ? Đấy. Vậy thì yêu cầu đặt ra là gì? Chúng ta phải tìm được các cái phần tử lẻ của A này, và sau đó phải tìm được cái số của phần tử của cái mạng B đấy, từ cái lẻ của số, từ những cái phần tử lẻ của A này, và chúng ta tìm được cái NB, tức là cái số phần tử của cái mạng B đây đấy. Thì mình sẽ đi vào dạy chi tiết cái bài này. Thì bài này thì mình cũng đã soạn sẵn một số cái bước cơ bản, chỉ là những cái bước như là thư viện này, rồi nhập mạng này và xuất mạng này. Thì mình chỉ nói qua về mấy cái này thôi. Cái này thì nó rất cơ bản. Đầu tiên là sử dụng cái thư viện STDO này, Conio này, Mark này, và define một cái Mark có độ lớn là 100. Và sau đó đến cái hàm nhập mạng. Trong hàm nhập mạng này thì làm gì? Thì đầu tiên thì chúng ta cũng phải nhập cái số phần tử cho cái mạng A này đúng không ạ? Đấy. Và sau đó kiểm tra điều kiện xem cái số phần tử đó hợp lý chưa. Nếu chưa hợp lý thì dùng cái coding go to để quay về quay về để nhập lại đúng không ạ? Và nếu đã hợp lý rồi thì sẽ đến cái vòng lập for. Mục đích của vòng lập for này, và trong vòng lập for này thì nó sử dụng coding print và scan, thì nó có tác dụng là để nhập những cái số, cái giá trị cho phần tử mạng. Tiếp theo là cái hàm xuất mạng. Cái hàm xuất mạng này thì nó rất đơn giản và ngắn gọn. Nó sử dụng một cái vòng lập for. Đấy. Và để nó có thể đi hết được tất cả các cái giá trị của cái phần tử mạng, và sử dụng cái print để in ra các cái giá trị của mạng này. Rồi, sau đó thì mình sẽ đi vào cái hàm dùng để mà tạo cái mạng B này. Đấy. Mình cho nên là mình sẽ đặt tên cho nó là tạo mạng B. Đấy. Và trong đây thì mình sẽ cần phải cải báo cái A này và cái N. Trong cái phần mà tạo mạng B này này thì mình cũng phải cải báo cái mạng B. B đây. Kích thước thì mình cũng cải là mắc luôn ạ. Rồi. Và một cái nữa là chúng ta không biết được cái số phần tử của nó là bao nhiêu, phần tử B là bao nhiêu đúng không ạ? Nên là chúng ta cũng phải khai báo cái số phần tử của B. Ở đây mình sẽ đặt là NB bằng 0, lúc đầu mình sẽ cho nó bằng 0. Và sau đó mình sẽ sử dụng một vòng lập for. Trong vòng lập for này thì mình sẽ sử dụng cái biến chạy y bằng 0, và y nó phải bé hơn n này. N ở đây tức là NA đấy, số phần tử của cái mạng A, và đây sẽ là y cộng cộng. Trong cái vòng lập for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if, đúng không ạ? If đây tức là gì? Nếu như mà cái phần tử A y này nó mà là số lẻ đúng không ạ? Nếu A là số lẻ thì nó không chia cho 2 được. Không chia cho 2 thì đồng nghĩa với việc là nó chia cho 2 mà dư 1 đúng không? Hoặc là các bạn chia cho 2 này mà nó khác 0. Đấy. Thì đó là cái cấu trúc của nó. Đấy. Đây là cái cấu trúc để kiểm tra rằng đây là có phải là số chẵn hay số lẻ. Đấy. Khi mà cái AI này nó không chia cho 2, tức là nó số lẻ, thì nó sẽ làm công việc sau. Nó sẽ gán cái gì?
Thì ở đây nó sẽ gắn cái B này, NB này, bằng cái giá trị AI. Đấy. Và sau đó sẽ là cái NB này, nó sẽ tăng lên một đơn vị. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy đây vì sao nó lại báo lỗi đúng không ạ? Vì ở đây mình thiếu một cái dấu chấm phẩy này. Khi các bạn trọ đến cái vị trí mà nó báo lỗi thì nó đã hiện lên này. Expected chấm phẩy này, một cái dấu thiếu một cái dấu chấm phẩy này. Đấy, rồi. Khi các bạn thêm vào thì nó sẽ mất ngay. Rồi. Và sau đó thì sẽ là cái hàm xuất xuất mạng. Ở đây mình sẽ xuất cái mạng B ra. Và tham số số cái phần tử của nó sẽ là N NB. Đấy. Đấy, thiếu một cái dấu chấm phẩy ở đây. Các bạn cần lưu ý. Nói lại một lần nữa về cái hàm dùng để tạo cái mạng B này. Đấy. Thì để tạo cái mạng B này thì chúng ta cần phải khai báo cái mạng B đó và khai báo cái số phần tử cho cái mạng B. Đấy. Và sau đó dùng một cái vòng lập for. Vòng lập for này, trong vòng lập for này mình sử dụng một cái câu lệnh if. Mục đích của nó là kiểm tra xem cái phần tử AI thuộc cái mạng A đấy nó có chia cho hay không, tức là nó kiểm tra nó có phải là số lẻ hay không ấy. Nếu như nó là số lẻ thì sẽ lấy cái giá trị AI đó và gán cái giá trị AI bằng chính cái giá trị BNB này. Và sau đó thì sẽ tăng cái giá trị NB này lên. Đấy. Cái NB này thì nó mình khởi tạo cho nó ban đầu bằng 0 đúng không ạ? Đấy. Và khi nó đã gặp một cái giá trị AI mà là số lẻ thì nó sẽ gán cái giá trị B0 này. Tức là giá trị đầu tiên của cái mạng B sẽ bằng cái giá trị AI đúng không? Và nó cứ tiếp tục cái vòng lặp đó và tiếp tục sau khi mà nó đã tìm được một cái một giá trị NB này thì nó sẽ tăng cái giá trị NB này lên một đơn vị. Đấy. Và nếu như mà cái tiếp tục nó cái vòng lặp for này nó tiếp tục tìm ra được cái một cái AI đây thì nó lại gắn cái B2 B1 bằng cái giá trị AI đó và tiếp tục lại tăng B lên, tăng NB lên. Đấy. Như vậy thì nó cứ làm như vậy thì nó sẽ tìm được cái mạng B này. Đấy. Và sau đó mình sẽ gọi cái hàm xuất mạng B này ra. Đấy. Và sau khi đã viết xong cái hàm tạo mạng B thì chúng ta sẽ đi đến cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình làm gì? Thì đầu tiên mình cũng cần phải khai báo cái biến N nhập vào ấy. Và sau đó là cái biến mạng A có độ lớn là max. Rồi. Sau đó mình phải làm gì? Mình sẽ gọi cái hàm nhập mạng này. Đúng không ạ? A, N. Và cái hàm xuất mạng này. A, N. Và sau đó sẽ làm gì? Thì mình sẽ xuất cái mạng B ra đúng không ạ? Đấy, để xuất mạng A thì mình sẽ dùng câu lệnh print này. Đây sẽ là một cái như là cái lời dẫn này. Đấy, mạng B cần tìm là đúng không ạ? Và bên dưới đây thì mình sẽ viết cái phần đây là tạo mạng B đúng không ạ? Đây sẽ là B và NB. Xin lỗi các bạn, đây sẽ là A và N chứ không phải là B nữa. Bởi vì cái A này, cái B mạng B này nó tạo lên từ từ cái cơ sở của cái mạng A đúng không? Đấy. Và sau đó sẽ là get và return. Rồi, như vậy là mình đã viết xong cái hàm main và chúng ta sẽ cùng chạy cái chương trình này. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra.
Ở đây nó báo lỗi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Ta vào mục View này và chọn Error List. Thì nó ở đây nó báo lỗi là cái mạng B này nó cần phải được trả về cái giá trị. Đấy. Bởi vì ở đây đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Ở đây cái giá trị cái kiểu giá trị của cái mạng B là kiểu integer đúng không ạ? Nhưng đúng ra thì nó phải là ở kiểu void, nhưng mà lúc nãy mình đã khai báo nó ở kiểu integer đúng không ạ? Đấy. Nên là mình chọn lại ở đây là kiểu void. Vì ở đây nó sẽ in ra là một cái xuất mạng đúng không ạ? Nó tương tự như cái kiểu ở cái hàm xuất mạng ở đây đúng không ạ? Nên là nó kiểu dữ liệu của nó sẽ là kiểu void, vì kết quả trả về của cái hàm tạo mạng B này chính là cái hàm xuất mạng đây đúng không ạ? Nên là nó phải sử dụng cái kiểu void. Rồi ok, khi mình chữa lại đây là kiểu void đúng không ạ? Chữa lại kiểu dữ liệu cho cái hàm tạo mạng B là kiểu void thì mình sẽ cùng chạy để kiểm tra lại. Đó đấy, khi chúng ta chữa lại cái kiểu dữ liệu cho cái hàm tạo mạng đó thì nó đã không báo lỗi nữa đúng không ạ? Rồi, thì đó là một cái mà các bạn cũng cần phải lưu ý. Đây, bây giờ mình sẽ nhập số phần tử cho cái mạng đó là 4. Và mình sẽ nhập những cái giá trị bất kỳ. Đúng không ạ? Thì nó đã in ra cái mạng A này. Mạng A thì nó đã gồm các cái phần tử là 1, 2, này, 3, 4 đúng không ạ? Và mạng B cần tìm là 1 và 3 đúng không ạ? Thì mình có thể thấy là cái phần tử 1 và 3 này là nó là những số lẻ đúng không ạ? Và nó thuộc cái mạng A đây đúng không ạ? Rồi. Thì như vậy là mình đã giải quyết xong cái bài tập số 36 tạo mạng B chỉ chứa các giá trị lẻ từ mạng A. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn lại các bạn trong những video lần sau.